Thưa quý vị và các bạn, sợ hãi, lo lắng là cảm giác chung của bất cứ ai khi nhắc tới ung thư. Bởi có lẽ ai trong chúng ta cũng có ít nhất là một người thân, bạn bè hay người quen đã hoặc đang mắc phải căn bệnh quái ác này. Theo thống kê thì mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70.000 người chết và hơn 200.000 người mắc mới ung thư. Số tiền bảo hiểm y tế phải chi trả điều trị căn bệnh này cũng lên tới 160 triệu đô la Mỹ vào năm 2013. Vâng, và một nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là sở dĩ số lượng người tử vong do mắc bệnh ung thư ở Việt Nam liên tục gia tăng là vì đa số người bệnh khi phát hiện ra bệnh ung thư thì đã ở giai đoạn muộn hoặc đã di căn, nên việc sử dụng các liệu pháp điều trị thì không còn nhiều tác dụng. Nghiên cứu còn chỉ ra thêm nữa là khoảng từ 40 đến 80% bệnh nhân ung thư có nguy cơ là bị sụt cân và 30% là chết vì suy kiệt trước khi chết vì bệnh ung thư. Lý giải về thực trạng trên, các chuyên gia về ung bướu cho rằng có tới hơn 50% bệnh nhân khi phát hiện bị ung thư đã phải đối mặt với chứng chán ăn hay lo âu buồn bã, cơ thể mệt mỏi nên không vượt qua được các liệu pháp điều trị. Và chính vì thực tế đó và những năm gần đây thì ngoài phương pháp điều trị theo y học hiện đại, các chuyên gia đầu ngành về ung bướu cũng nhấn mạnh đến vai trò của phương pháp chăm sóc giảm nhẹ, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung thư để họ có một sức khỏe tốt sau quá trình phẫu thuật xạ hóa trị. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về việc làm sao để có thể giảm bớt nỗi đau từ ung thư. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những nhân vật để hiểu rõ hơn họ đã sống tốt với căn bệnh này như thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi và chán chường, tôi cảm thấy mình đang dần rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng, bất lực trước cái chết đang cận kề. Tôi muốn gào thét thật to rồi buông xuôi tất cả, mặc cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới, bởi sống đã quá khó và muốn chết cũng chẳng dễ chút nào. Nhưng khi bình tâm lại, tôi thấy xung quanh nhiều bệnh nhân ung thư cũng đang vật vã từng ngày, từng giờ để giành lại sự sống. Thế là tôi lại tự hỏi chính mình, chưa ra trận mà đã muốn giơ tay đầu hàng, là con nhà lính mà lại hèn đến thế sao thư? Đó là lời nghẹn ngào của chị Lê Thị Kim Thư ở Bạc Liêu. Đã có những lúc chị muốn buông xuôi tất cả, nhưng chị đã không như vậy. 10 năm qua, chị đã chiến thắng hai căn bệnh ung thư dạ dày và ung thư nội mạc tử cung. Điều ít ai có thể làm được. Khi mà biết chắc chắn là mình đã bị ung thư, là tâm trạng tôi rất là buồn. Buồn cho bản thân mình và buồn cho gia đình nữa. Hãy tìm đến sự giúp đỡ của gia đình, của bạn bè, của xã hội. Đừng thu mình lại. Đó là chia sẻ của Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái được mệnh danh như Hoa Hướng Dương, cũng là người đã dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư máu hơn 10 năm qua. Với Diệu Thuần hay chị Kim Thư, hơn chục năm qua, họ phải đấu tranh với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng rồi sức sống kỳ diệu đã giúp họ vượt qua tất cả. Điều quan trọng nhất là phải tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, những cái chế độ thuốc tháng và nghỉ ngơi của bác sĩ khuyên mình thì mình phải tuân thủ theo. Theo các bác sĩ, đã có không ít các bệnh nhân ung thư được chẩn đoán sớm, tuân thủ đúng phác đồ và biết kết hợp các biện pháp hỗ trợ điều trị, nên họ có cơ hội kéo dài sự sống. Và đó cũng chính là chìa khóa giúp họ chiến thắng căn bệnh. Chúng ta phải nói là không có gì mà hổ thẹn khi mà một cái đất nước đang còn nghèo, thiếu phương tiện, thiếu thuốc, máy móc, dụng cụ. Nhưng chúng ta đã biết vận dụng các cái phương pháp đó để điều trị khỏi rất nhiều bệnh nhân. Hơn chục năm qua, chị Kim Thư và Diệu Thuần luôn truyền ý chí, nghị lực phi thường, tình yêu cuộc sống cho những bệnh nhân cùng cảnh ngộ. Họ cũng đã và đang viết tiếp những cuốn sách để cổ vũ tinh thần cho hàng nghìn những bệnh nhân ung thư khác. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về chị Kim Thư hay Diệu Thuần rất đáng để chúng ta và nhất là các bệnh nhân ung thư học hỏi. Cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác thì họ cũng đã từng phải trải qua nhiều đau đớn với căn bệnh ung thư.
Nhưng vượt lên trên tất cả, họ đã luôn tuân thủ phác đồ điều trị và luôn tự tìm ra cho mình một liệu pháp hỗ trợ điều trị phù hợp nhất để có thể chung sống với căn bệnh này lâu dài. Và quý vị và các bạn có biết không ạ, là mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân chết vì ung thư, trong đó 80% bị sụt cân, 30% chết vì suy kiệt trước khi qua đời do khối u. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể là do tác dụng phụ trong quá trình điều trị và do chính khối u gây ra. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư thì có rất nhiều bệnh nhân không theo hết liệu trình điều trị do cơ thể người bệnh không thể hấp thụ đủ dinh dưỡng trong suốt thời gian trị bệnh, dẫn đến sụt cân, suy kiệt và sau đó là tử vong. Vâng, chính vì thế để nâng cao chất lượng cuộc sống đang được Tổ chức Y tế Thế giới coi là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình điều trị ung thư, nhằm nâng cao chất lượng của các phương pháp trị liệu và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh. Và phóng sự dưới đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn việc làm sao để giảm bớt đau đớn cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Chẩn đoán ung thư cách đây một năm, đã từng phẫu thuật và trải qua hàng chục đợt xạ trị, chuyển hóa chất đã khiến chị Quỳnh suy kiệt sức khỏe. Ngày nào cũng phải dùng tới thuốc giảm đau mạnh như morphine. Chân sưng to, đau nhức khiến chị không thể đi lại được. Hôm đến giờ là cân đau thì thấy tăng lên, chân thì sưng lên. Hôm nay cũng nói với bác sĩ, cũng bảo với bác sĩ rồi. Thì bệnh nó không giảm, nó càng tăng. Chị Dư thì thấy cố gắng mà ăn uống này, tinh thần nữa để cho nó lành, bị thương không biết có được hay không. Đau đớn đó là tình trạng chung của những bệnh nhân mắc ung thư đang điều trị tại khoa chống đau của bệnh viện K cơ sở 2. Bệnh nhân đến đây thường đã ở giai đoạn muộn, các tế bào ung thư đã di căn. Với họ, cơn đau vì ung thư ám ảnh đến sợ hãi, khiến họ muốn buông tay khỏi cuộc sống. Nên xạ đấy là đau nhất, phải tiêm morphine. Có đau nó cũng nghĩ là không thiết sống, nhưng mà xem TV thì nhiều những đứa trẻ bé đấy nó cũng đau đớn rồi, nó còn gì mình còn như thế này thì già cũng chưa phải già mà trẻ thì không phải trẻ, nên là cố gắng theo phác đồ bác sĩ điều trị. Tao không chịu nổi được, phải uống thuốc mới đỡ, uống là đau ghê gớm, đêm còn ngủ đâu được, bị uống thứ phổi dí gắn lên nào này, dí gắn vào xương rồi đi được, mà xà trị trên đâu mới lắm mùi này, sau lưng là 10 mùi rồi. Theo các chuyên gia ung bướu, những năm gần đây y học đã có nhiều những tiến bộ trong điều trị ung thư, nhưng tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở nước ta còn rất cao. Và số người điều trị gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có thể kéo dài sự sống cho họ. Mỗi bệnh nhân ung thư thường phải đối diện với nỗi đau về thể xác và tinh thần. Chính vì thế, việc chăm sóc giảm nhẹ có vai trò quan trọng để giảm bớt nỗi đau đớn cho người bệnh. Nhưng có một thực tế là ở Việt Nam, chuyên ngành này vẫn còn rất non trẻ và thiếu nhân lực. Chăm sóc giảm nhẹ thì ngay cả các trường y hiện nay cũng còn nhiều thầy cũng không hiểu là gì. Và cái việc mà đưa vào chương trình giảng dạy còn chưa biết. Chính vì vậy, các đồng nghiệp của chúng tôi nhiều người còn không biết nữa là cộng đồng dân chúng. Cho nên cái đầu tiên, cái khó khăn nhất đầu tiên đấy chính là sự hiểu biết của chuyên ngành, của những đồng nghiệp và của cộng đồng về cái lĩnh vực này. Và tôi tin rằng là rất nhiều người ta không biết, cho nên người ta không, trong cái quá trình chữa bệnh người ta rất mong muốn, nhưng mà người ta không biết là có cái địa chỉ để người ta đến. Đấy, chính như vậy là cái cũng là một sự thiệt thòi của người ta. Chừng nào chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ được quan tâm một cách đúng mức, thì những khoảng trống về mặt vật chất và tinh thần của bệnh nhân ung thư này mới phần nào được lấp đầy, để dần dần tiến tới không còn những bệnh nhân phải sống và chết trong đau đớn.